là Dustin Phúc Nguyễn đây. Chào mọi người đang theo dõi trên Sài Gòn Talk. Chào các bạn sinh viên FPT nói chung và sinh viên, các bạn sinh viên trường khác hả? Nghĩ rằng là cái chuyện mà trầm cảm đó nó sẽ đến một ngày nào đó không xa nếu chính bản thân chị cũng không tự đủ cái nội lực ở bên trong để chống chọi một loạt những cái biến cố. Nó sẽ xảy ra một lúc nào đó mà chị không biết được. Nên cái sự lạc quan giả tạo trong một lúc nào đó của chị nghĩ đó cũng là một cách để rèn luyện, để lỡ sau này biến cố lớn hơn xuất hiện, nó sẽ không làm chị quật ngã. Từ nhỏ tất nhiên tất cả mọi đứa trẻ đều chắc chắn sẽ không thể nào 100% đúng ý của cha mẹ, bởi vì họ luôn luôn mong muốn chúng ta trở thành một phiên bản bổ sung tuyệt vời và hoàn hảo để giúp cho cuộc sống của họ, sự tiếp nối của họ được trọn vẹn hơn, dựa trên cái nhân sinh quan của thế hệ đi trước. Mình có nghĩ là cái người mà phải nhận những cái xả, những cái hứng chịu những cái năng lượng tiêu cực của mình á, họ cũng bị tổn thương không? Chúng ta làm điều đó cho nhau một cách vô thức, nhiều khi mình không hề biết. Đôi khi mà mình, thí dụ mình nói mẹ, đây là một ví dụ của một bạn comment trong một cái post về bạo lực tinh thần mà Dustin có thử lấy ý kiến mọi người ở trên Facebook gần đây. Thì bạn ấy nói là mẹ cứ càm ràm cái chuyện là em không có công việc, em không tìm được việc, rồi bây giờ về lại ăn bám bố mẹ. Nhưng mà Covid đang diễn ra và bạn cũng đã từng làm việc nhưng mà bây giờ buộc lòng phải chạy về, thì những cái câu nói đó nó làm cho bạn ấy tổn thương. Các bạn bị một cái bệnh là các bạn so sánh cái thước phim của cuộc đời mình với lại cái đoạn trailer của người khác, nhưng mà mình không biết được là những cái gì mà người họ đã trải qua, họ đã làm được để đạt được những cái đó thì mình không biết, mình không có để ý tới. Rất nhiều bạn ở ngoài kia, có rất nhiều trong chúng ta sẽ bị khuyết đi cái phần nào đó trong cái việc tình cảm gia đình của mình với một người này hay vài người kia. Nghĩa là mình không phải là những người quá thân với gia đình, thì mình có thể đi tìm những người bạn đồng chí hướng với mình trong cuộc đời. Mình có khả năng để tạo ra một cái gia đình như ý của mình muốn, thay vì việc là mình hãy không có tốn thời gian nhìn vào đánh giá, so sánh mình với những gia đình khác. Bằng cách là giao lưu nhiều hơn, tham gia những cái buổi workshop như thế này, Dustin nè. Dustin cũng đã từng rất là thích đi ra ngoài để tìm kiếm những người bạn mà bây giờ mình cảm thấy họ như gia đình á. Khi mà em gặp các vấn đề tiêu cực á, thì em hay có xu hướng là tạo các điều tích cực để giúp cho bản thân mình vượt qua các vấn đề đó, theo cái cách là em sẽ lãng qua nó đi. Bạn cố gắng tạo ra những cái tích cực để mà che lấp đi những cái tiêu cực, nhưng mà bạn khi chưa có giải quyết những cái tiêu cực đó cách nào đó để có một cái vỏ bọc tích cực để cho người ngoài cũng không có quá lo lắng về mình, đó là một việc. Nhưng cái việc kia vẫn còn đang pending, kìa, là cái việc giải quyết tiêu cực của mình nó đến từ đâu. Bạn phải đối diện với cái tiêu cực đó và phải ngồi phân tích, phải phản biện critical đó. Rồi thì mình có broke up với bạn trai của mình thì sự đó là một khoảng thời gian rất là khó khăn. Có rất nhiều người nói với mình là hãy tìm một người mới, đó sẽ là cái cách chữa lành nhanh nhất và cũng là một cách hiệu quả nhất. Rồi em rất là muốn nghe anh chị chia sẻ là anh chị nghĩ như thế nào về cái vấn đề này ạ. Mà mọi người biết đó, một cây chổi thì vốn dĩ lúc nào cũng được dựng gần cái lò sưởi. Bản chất cấp của hai trái tim đó lúc nào nó cũng thuộc về nhau rồi. Nhưng tại sao lại nói rằng cái chuyện mà một cây chổi dựa vào một cái lò sưởi là sai? Bởi vì chỉ có mình mới biết được rằng là thứ gì thật sự là hợp với mình. Thì anh thấy cái này là một cái chuyện nó rất là không nên. Thôi mình đem những cái đổ vỡ của câu chuyện cũ sang cho người mới. Mình đang dùng những cái đổ vỡ của câu chuyện cũ mình lại ập lên cái người mới. Mình nên xử lý xong cái giống như là mình đập một cái nhà ra, mình phải dọn hết cái đống sơ bẩn ở đây đó, rồi mình bắt đầu mình xây lại cái bóng mới, mình xây một cái nhà mới, chứ không phải là mình đem những cái bụng vỡ của câu chuyện cũ mình đem một cái mối tình mới. Nó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều và ảnh hưởng đến người ta nữa, quan trọng là ảnh hưởng đến người ta. 2 3 biệt. Hẹn gặp lại khi tiếp theo của Sài Gòn Talk.